ôi trời. Nha chú. Giá sáng giờ chú bán được không? Dạ giá bán được. Đây bán được. Bán nhiều sáng bán được nhiều được. Dạ 200 vé. Bây giờ là tình thương của mọi người á. Dạ. Sáng là bán được 200 vé. Bình quân một ngày chú bán bao nhiêu? Đó như đó. À bán đó. Thôi chú hát là chú hát cũng hay đấy. Dạ hôm qua là bây giờ cái giò thì đi không được. Mà nhờ người ta mua cho cái loa này bán để kiếm sống. Lại để tiền cưa cái giò. Chân chú bị sao? Bị tắc nghẽn á. Đâu cho xem được. Cái mổ á nè, giờ xây nhức quá chịu không nổi. Là giờ chưa có tiền đóng viện phí, cố bán bây giờ tiền đóng viện phí. À chú đi bán cái số này là tiền đóng viện phí hả? Chú ở đâu tên gì? Chú ở Bến Tre. Chú ở Bến Tre hả? Từ Bến Tre chú lên đây. Dạ đúng rồi. À. Chị bệnh gần 20 năm rồi. Bệnh 20 năm rồi. Nằm ở nhà rẫy không à. Rồi lại nhà cửa là bán hết rồi mà vợ con bỏ đi mà bác sĩ ở đó người ta thương người ta không biết nhưng mà người ta chữa có cái bảo hiểm y tế của nhà nước cho 100% nhưng mà phải có tiền đóng viện phí ta mới chữa giờ nó bị nhẹt ở đây nhẹt ở đây trong khúc này bị ngay bắp đùi hả dạ ngay khúc này nhẹt đây dạ nó phải cưa như vậy chứ chịu không nổi đau không chịu không nổi. Là chú bị cưa một chân rồi hả? Dạ đúng rồi, cưa chân với tay giờ nó qua cái đây. Ở đây mà bác sĩ ráng cứu và cưa mấy ngón này. À mấy ngón đây cũng bị tụt rồi hả? Người ta ráng cứu cái giò để mà chúng ta cho đi cứu được mấy năm rồi.
nhưng mà giờ nó nhức quá rồi, giờ tao hết cứu tao mổ tao còn đường nối, tao nối lên tới đây rồi, nó lên tới bụng rồi, không có đường nối nữa. Giờ tao kêu lên cưa tao rồi chịu. Chi phí đó cho cuộc phẫu thuật đấy khoảng bao nhiêu tiền? Chứ phẫu thuật đó tao khoảng đâu 60-70, nhưng mà tao cho hết, thế là cái bảo hiểm mình nhà nước còn hết, nhưng mà mình không có tiền đóng chi phí thôi. Thế là đi vô sẽ đóng chi phí, người ta để tiền sinh hoạt ăn uống rồi này nọ các cái, ra giường phòng thì phòng rồi này, mà chưa có có khoản tiền đó. Giờ phải bệnh viện nào chú? Dạ. Bệnh viện nào điều trị cho chú đây? Dạ. Bệnh viện Chợ Rẫy hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó bây giờ nó lúc đó không có tiền được lên chữa kịp, bây giờ nó lên nhiều lắm rồi, nó qua cái tim lên cái phổi luôn. Bác sĩ kết luận chú là bệnh gì? Bị nghẽn máu, thiếu thiếu mạch máu cơ tim hoành và tim mạch rồi vào qua cái phổi. Dạ. Chú có vợ con gì không? Có, mà bỏ đi rồi. Được mấy người con? Lúc đó bác sĩ Chợ Rẫy có cho truyền hình lên quay mà để đi kiếm á, mà cũng ở đây là 4 năm rồi. Vợ bỏ đi hả? Dạ đúng rồi. Có thể là cái mà địa chỉ chú ở trọ đó? Không có ở trọ, trong chợ. Tại vì người ta nói bệnh hoạn với lại nó là cái giá cao quá, không có lên được thì chú ở ngoài đường. Hiện bây giờ chú ở đâu? Chú ở ngoài đường, ở ngoài ở chợ Thái Bình. Chợ nào chú? Chợ Thái Bình. Chợ Thái Bình. Ừ. Là chú ở ngoài đường chứ không có ở nhà trọ hả? Bây giờ quán cà phê á, họ thương tối họ cho mình ngủ ở mấy đêm vậy, sáng mình ngủ trước rồi sáng đi bán. Nếu mà cháu muốn kêu gọi người ta giúp đỡ chú thì gặp chú ở đâu? Gặp chú thì thấy có điện thoại của chú, tại chú bán hôm nay đây hôm nay kia không, và không biết là nếu mà có giúp đỡ được thì ra là chợ Thái Bình tối chú mới về đó. Tại chợ Thái Bình chú có thể đọc địa chỉ cụ thể được không? Đó là như là nó kế bên cái 343 Phạm Ngũ Lão, mà nó ở kế bên kế cái tòa nhà lớn có cái quán cà phê là chú ngủ ngay đó. Tối ngân hàng đóng cửa rồi chú ngủ đó. Tối người ta đóng cửa rồi chú ngủ. Ngủ đó rồi sáng 4-5 giờ. Chú ngủ đó là mưa gió rồi sao vẫn ngủ đó luôn hả? Đấy. Khi mưa gió thì mình ngồi, lớn quá mình ngồi. Đầu giờ là chú đi xin là đi bán vé số đây là để là phục vụ cuộc sống hàng ngày với kiếm tiền chữa bệnh hay sao? Chú có thể chia sẻ thật cho cháu hiểu được. Lại đi dành dụm đi có tiền đóng viện phí. Đến ngày nào có đủ tiền đi nhập. Chi phí một ngày của chú là khoảng bao nhiêu tiền thuốc? Sao? Một ngày chú chi phí mất bao nhiêu tiền thuốc? Đó 200 tỷ thôi, mất 200 đời. Và tiền xe, tiền này nọ thì cũng hết 100 mấy rồi. Tại mọi thứ các cái chú phải tống tiền, ta sạc đó, chú để nhờ sạc ta hạt hết 30 ngày. Rồi xe chở qua chỗ sạc hết 20 nữa. Rồi ta sáng là chở qua là khoảng 70 tiền vé số á. Thì như là mình lại còn được chút định ta để dành lại ăn uống. Mà nhờ tình thương của mọi người ta bán là cho thì chút định. Chứ người cho 10 ngàn, vài ngàn, ha vậy thôi. Rồi mình sống nhờ cái tiền đó rồi mình dành dụng trở lại. Mình ăn cơm thì ngày. Là chú xuống đây là xe chở chú xuống hả? Đi xe buýt. Đi xe buýt xuống hả? Số 20, rồi giờ chú trở về công viên 23 tháng 9 là ngay chợ Thái Bình rồi. Chú về đó là chú sạc đó là chú ngồi đó là tới chiều đi bán tiếp. Là chiều 13 chú bán cho ngày mai. Là giờ chú bỏ đi lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Chú có con không? Có, dặn đi vô có một đứa con. Để thấy chú hát bài tím hoàng hôn, chiều tím hoàng hôn đó, chú khóc hả? Thôi cuộc sống mà, chung người ta hết duyên hết nợ thôi, chấp nhận. Thì cái số mà cũng mà buồn thôi. Thôi tới đây cháu xin phép chú là cháu chia sẻ clip này lên cộng đồng để cháu kêu gọi các cả mạnh thường quân, nếu mà ủng hộ thì sẽ ủng hộ giúp chú có một khoản trang trải để chú phẫu thuật nhé. Cảm ơn.
thì chú đọc lại địa chỉ để cho bà con xem họ biết để họ chia sẻ chứ. Dạ, chứ chú ở ngoài đường nhưng mà ở trước cái tòa nhà của 343 Phạm Ngũ Lão. 343 Phạm Ngũ Lão. Phường mấy, quận mấy chú? Đó, chú không biết phường mà chỉ biết là quận nhất thôi. Quận nhất hả? À, trước đối diện của bến xe công ty 23/9. Dạ, cháu cảm ơn chú nhé. Dạ, chào chú. Giờ là địa chỉ chính xác không ở đâu chú biết không? Không biết, không biết, ổng là cái sáng không ngồi đây, không ngồi đây không? Người đảo chân không đi lên, nó mát đây rồi về. Sáng rồi tôi sáng sáng không lại ghé đây ông hát vậy, ông thơ vậy ông. Dạ. Không biết ổng ở đâu đâu. Dạ. Nãy ông thấy tên tuổi ông địa chỉ không? Ông có chỉ địa chỉ mà không rõ vì ông nói ngủ vỉa hè, không rõ ràng nữa. Xin kiếp ăn bây giờ mà đưa ông vô chạy chạy cũng có nữa nhưng mà ông không chịu.